Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Và tôi thấy á, một trong những cách để mình được ơn đó, anh chị em biết cách gì không ạ? Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị em cách đó. Một trong những cách để mình được ơn đó là mình phải khiêm nhường. Cái câu kinh thánh mình vừa thuộc lòng đấy gì? Đúng không ạ? Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Đúng không? Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Cho nên khiêm nhường là cách để mình được ơn, để được thành công, để được danh tiếng, để được vinh hiển, để được tôn trọng, để được ích lợi khi mình bước đi cùng với Chúa. Và trái ngược với khiêm nhường là sự kiêu căng, kiêu ngạo. Kiêu ngạo nó có một cái nguy hiểm là như thế này nha. Không những là nó tàn hại đời sống mình rồi, cái chuyện đó ai cũng hiểu rồi, nhưng mà cái sự kiêu ngạo nó còn có một cái nguy hiểm là nó biến mình trở thành kẻ thù của chính Đức Chúa Trời. Rất nguy hiểm. Cho nên đối với những người mà kiêu ngạo đó, Satan nó rất là tự do đi nghỉ mát. Nó không cần phải chống đối gì nữa đó, vì nó nói là bây giờ có Đức Chúa Trời chống rồi, nó không cần chống nữa. Nó đi đâu biển Phan Thiết nó nghỉ mát thoải mái. Không ạ? Không cần chống nữa. Vì chính Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạo cơ mà. Nó chống làm gì nữa? Chúa Đức Chúa Trời chống hiệu quả hơn nó nhiều. Không cần chống. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải học biết thế nào là khiêm nhường, thưa anh chị em. Để làm gì ạ? Để chúng ta được ơn. Hội thánh được ơn. Hội thánh được ơn. Đó. Và khi chúng ta được ơn, hội thánh được ơn, thì danh của Chúa được đồn ra. Được đồn ra qua những cái việc làm mà Chúa đã làm qua những người, những hội thánh được ơn đấy. Rất là quan trọng. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, trong cái khuôn khổ của cái thời gian cho phép, tôi sẽ cùng trình bày với anh chị em là như thế nào là khiêm nhường. Như thế nào là khiêm nhường. Đôi khi chúng ta nói khiêm nhường nhưng mà thực tế là mình chưa chịu suy nghĩ sâu lắm, đúng không ạ? Mình cũng không biết thế nào là khiêm nhường. Nhiều khi mình nghĩ mình khiêm nhường nhưng thật ra mình đang kiêu ngạo. Còn nhiều khi mình nghĩ mình hơi bị kiêu ngạo đấy nhưng thật ra mình rất khiêm nhường. Đây là chỗ mà nó dễ lẫn lộn, không ạ? Và chúng ta không thể nào áp dụng cái định nghĩa của người thế gian để tìm ra thế nào là khiêm nhường. Vì đơn giản là người thế gian, người ta định nghĩa nó không có chính xác như những gì lời của Chúa nói. Ví dụ như đôi khi chúng ta hay có cái định kiến, phải không ạ? Cái người mà ăn to nói lớn một tí thì chắc chắn là mình nhìn là ông này kiêu ngạo quá. Nhưng mà chưa chắc. Đúng không? Cái người mà ăn mặc đẹp, đi xe sang, rồi là thích giao lưu với những người gọi là cùng đẳng cấp, ví dụ thế đi, thì mình cũng cho rằng ông này kiêu căng quá. Nhưng mà cũng chưa chắc. Vì sao chưa chắc anh chị em? Bởi vì thực tế mà nói đó, khiêm nhường là một cái đức tính bên trong chứ không phải bên ngoài. Vì vậy khiêm nhường chỉ có Chúa biết chứ con người không có biết. Chúng ta chỉ có thể biết được những cái đặc tính đó nhờ lời của Chúa bày tỏ mà thôi. Chứ còn thật ra nếu mình phán xét một con người theo mắt của mình á, thì mình rất dễ sai lầm. Có những người ăn to nói lớn nhưng mà lòng dạ rất là khiêm nhường. Thì sao? Có chứ. Đúng không ạ? Cho nên ở đây chúng ta cần phải tìm hiểu theo Kinh Thánh khiêm nhường là như thế nào. Và Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta một câu thôi. Một câu trong Kinh Thánh thôi. Anh chị em có tin rằng là có những câu Kinh Thánh mà mình giảng mấy ngày không xong không? Không. Một câu thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là giảng mấy tuần chưa hết. Cho nên là mình đừng có nói là bây giờ tôi hết biết cái gì để giảng cho hội thánh rồi. Phải không ạ? Không có đâu. Kinh Thánh là một kho tàng. Và hôm nay tôi sẽ chứng minh cho anh chị em điều đó. Một câu Kinh Thánh thôi mà có thể giảng 3-4 bài giảng luôn. Câu Kinh Thánh đó được nằm trong Ma-thi-ơ chương 18 câu số 4. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Đơn giản không anh chị?
Câu này rất đơn giản. Và nhiều khi tôi nghĩ rằng anh chị em mình hãy đọc và bỏ qua cái câu này. Mình không chịu suy ngẫm, cho nên mình hay bỏ qua. Câu này nó rất là đơn sơ, phải không ạ? Vậy hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này là lớn hơn hết trong thiên đàng. Anh chị em có thích mình lớn trong thiên đàng không? Thật sự không? Amen. Thế thì hãy khiêm nhường như đứa trẻ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói khiêm nhường như đứa trẻ là như thế nào. Đây là chỗ mà mình cần phải suy ngẫm, phải không ạ? Mình đọc câu kinh thánh này thôi, và nếu mình chịu khó suy ngẫm nó, mình có thể diễn giải câu kinh thánh này cả tháng hờ trời không hết. Thế nào là khiêm nhường như đứa trẻ? Nhìn đứa trẻ bề ngoài có vẻ nó ngô nghê, ngốc nghếch, đôi khi nó bướng, nó nghịch, và đôi khi thậm chí là khờ khạo nữa. Nói gì nó cũng nghe, nói gì nó cũng gật, dụ cái gì nó cũng theo, phải không ạ? Đôi khi mình nhìn đứa trẻ nó như thế. Đấy, và mình thấy, ôi đồ trẻ con đúng không ạ? Phải không ạ? Mình hay phát tay, đồ trẻ con, đồ con nít đúng không ạ? Nhưng thực tế nha anh chị em, trong mắt Đức Chúa Trời á, trong đứa con nít có một đức tính mà người lớn không có. Đó là tính khiêm nhường. Đó là tính khiêm nhường. Đấy. Có một lần tôi đọc một cái quyển sách của một ông mục sư rất là nổi tiếng. Ông được Chúa dùng để xây dựng rất nhiều hội thánh trên thế giới này. Và khi tôi đọc quyển sách của ông ấy, thì ông diễn giải những cái điều này rất là hay luôn. Và hôm nay tôi cậy ơn Chúa để trình bày lại cho anh chị em. Và tôi cho rằng khi tôi trình bày lại những điều này, thì hội thánh của Chúa được gây dựng và hiểu thế nào là khiêm nhường như một đứa trẻ. Amen không ạ? Không ạ? Rồi, rất đơn giản. Trẻ con á, nó có cái đặc tính đầu tiên của nó là nó rất dễ tha thứ và dễ quên. Đúng không ạ? Chọc nó hồi khóc la sùm, xong hồi ô lại đây chú cho kẹo, một cái là cười hô hố liền, quên hết tất cả những gì mà mình đã từng làm tổn thương nó, hay là làm sai ý nó, hay là làm cho nó điều này. Trẻ con rất là dễ tha thứ. 5 phút sau là nó trở lại bình thường liền, cười liền, vui liền, phải không ạ? Chơi với trẻ con rất là sướng, còn chơi với người lớn đôi khi nó cũng hơi căng. Có chuyện gì là tao nhớ 10 năm tao không quên. Quân tử là trả thù 10 năm chưa muộn. Ôi, sao mà nó nặng nề, nó ghê gớm thế. Anh chị em thấy không ạ? Ghim gút trong lòng. Cho nên khi thế này anh chị em, khi mình đánh mất sự khiêm nhường á, mình không còn dễ tha thứ và không hay quên nữa. Anh em hãy kiểm tra lại tấm lòng mình ha. Cái người mà dễ tha thứ, dễ bỏ qua cho anh em mình á, thực tế là người khiêm nhường. Chỉ có người ở trong hộp thôi thì mới không va chạm. Còn người mà đã sống đi lại thì chắc chắn phải có va chạm. Ta phải cọ sát với người này, phải cọ sát với người kia. Và trong cái quá trình cọ sát đó chắc chắn có những thứ chúng ta bị tổn thương, bị trầy trụa trong tâm hồn, trong lời nói, trong thái độ. Và cái đức tính khiêm nhường, nếu chúng ta có đó, nó giúp cho chúng ta sẵn sàng bỏ qua tất cả. Và anh em mình vẫn là anh em của mình. Amen không ạ? Anh em thấy cuộc sống thế nó nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng vô cùng. Còn khi chúng ta đã khoác lên mình một cái áo của sự kiêu ngạo rồi, thì mình nói không thể chấp nhận được. Tôi không thể chấp nhận anh kia. Tôi không thể chấp nhận cô đó. Anh tin Chúa mà anh sống như thế à? Anh đi nhà thờ mà anh sống như thế à? Và cuối cùng chúng ta sinh ra bao nhiêu thứ nan đề, khó phân giải trong hội thánh. Nếu như chúng ta trở nên như một đứa trẻ, thì hội thánh của Chúa lúc nào cũng là thiên đàng cả anh chị em. Nếu chúng ta sống như một đứa trẻ, dễ dàng tha thứ, dễ dàng quên đi những điều khiếm khuyết của anh chị em mình, thì tôi nói thiệt á, hội thánh là nơi mà mình nằm mơ mỗi tuần để chờ đến ngày Chủ nhật để đến. Vì nó quá sung sướng ở nơi này, nó quá yêu thương ở nơi này, nó quá nhẹ nhàng. Mình đến hội thánh mình được khích lệ, được nâng đỡ, được người ta cảm thấy là vui vẻ, hòa đồng, nâng mình lên trong tất cả mọi sự để mình có sinh lực để sống tiếp trong cái thế gian đầy những áp lực này.
Cho nên chị em ạ, hầu hết người lớn không như vậy. Đó là nan đề của chúng ta. Bởi vì người lớn sau khi lớn lên thì đã bị cái linh kiêu ngạo nó ám vào trong người của mình. Không ạ? Ít nhiều gì trong mỗi chúng ta, ít nhiều gì trong mỗi chúng ta cũng phản phất đâu đó cái hơi hám của sự kiêu ngạo. Có anh chị em ạ. Nên đôi khi mình nói tôi là người khiêm nhường nhất thế gian, nhưng mà chưa chắc phải ạ. Đôi khi mình tự lừa mình. Và mình cần phải suy xét mình. Suy xét mình dựa trên những phẩm chất này. Amen. Người lớn thì sẽ tranh cãi mãi mãi, rồi quyết định cách mặt nhau. Từ đây tôi không nói chuyện. Phải không ạ? Anh mà vào hội thánh thì tôi sẽ ra khỏi hội thánh. Ở trong nhà thì vợ xuống tầng 1 thì tôi sẽ lên tầng trên. Kiểu như vậy, không bao giờ chạm mặt nhau. Bởi vì chúng ta đã kiêu căng. Kiêu căng, phải không ạ? Không hòa hợp, đấu đá nhau. Anh chị em thấy ha, khi mà hai người yêu nhau đó, thì thường cái tình yêu đó nó có cái tính khiêm nhường. Hai người đang trong quá trình tìm hiểu nhau, yêu nhau đó, nó cái không khí đó nó tuyệt vời lắm. Bởi vì nó được mặc lấy sự khiêm nhường. Và không có gì khiến cho họ phải tranh cãi hết. Những khiếm khuyết của người nam, người nữ đều được bỏ qua hết. Thậm chí nói, ui, anh yêu cả cái sự khiếm khuyết này của em luôn. Phải không ạ? Người nữ nói là, tuyệt vời, anh có điều này. Mặc dù khiếm khuyết, nhưng mà anh vẫn là hoàng tử trong mắt của em. Phải không ạ? Lúc yêu nhau như thế mà. Sau nhưng mà khi lấy nhau về rồi, sao anh chị em? Lấy nhau về rồi, thì thôi rồi luôn. Thôi rồi luôn. Bắt đầu tranh cãi, bắt đầu cãi vã, bắt đầu cạch mặt nhau, bắt đầu nằm trên giường thì hai cái lưng nó chạm nhau. Hai cái lưng nó chạm nhau, phải không ạ? Và đủ các kiểu xảy ra. Vì sao? Vì sự kiêu ngạo bắt đầu bước vô tấm lòng của chúng ta. Trong Châm Ngôn chương 13 câu 10 chép, sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi. Tranh cãi. Không tha thứ, không bỏ qua. Cho nên chị em hãy trở nên như con trẻ được không ạ? Hãy dễ tha thứ và dễ bỏ qua. Cái điều thứ hai mà tôi muốn thấy ở nơi đứa trẻ phân tích cho anh chị em là như thế này nè. Trẻ con á, nó rất là chịu lắng nghe và nó dễ dàng thuận theo sự dạy dỗ của người khác. Anh em có thấy đặc điểm đó không ạ? Anh em vào trong một lớp học mầm non chẳng hạn đúng không? Anh em học chị em vào giáo viên mầm non. Bảo các con ơi, tập trung lại cho cô dạy bài này. Lập tức răm rắp lên. Ngồi im re, bút giấy đồ trước mặt sẵn sàng. Thậm chí có thể lắng nghe cô giáo nó dạy 45 phút không đứa nào dám nhúc nhích. Đó, chịu lắng nghe, chịu dạy dỗ. Đó, khi mà con người ta đánh mất lòng khiêm nhường, thì người ta không thể ngồi yên để nghe lời dạy dỗ chỉ dẫn cho ai hết. Của ai hết. Đó là điểm mà chúng ta thấy. Khiêm nhường như con trẻ có nghĩa là bạn mở lòng đón nhận sự dẫn dắt của người khác, sự dạy dỗ của người khác. Bởi vì thực tế mỗi một chúng ta không ai là hoàn hảo hết. Tôi học ở người này học ở người kia. Chúng ta học lẫn nhau để cùng lớn lên. Amen không ạ? Nhưng mà khi chúng ta trở nên kiêu ngạo rồi thì chúng ta không cần ai dẫn dắt dạy dỗ mình hết. Chúng ta không thể ngồi nghe được nữa. Những tín đồ khi đến, khi mà mới đến hội thánh, ui xôi nghe một sư giảng thì thôi mê ly ngồi đó. Như thế này, phải không ạ? Nghe mê ly đó. Nhưng một thời gian sau bắt đầu được trang bị một tí rồi, thôi mà, ông ấy giảng chăng ôm, không còn nghe nữa, không còn ghi chép nữa, không còn mở tấm lòng mình đón nhận. Và từ đó đời sống tâm linh sao? Sa sút và đầy dẫy nan đề. Vì sao? Vì sự kiêu ngạo nó bước vào. Khi có một chút kiến thức rồi thì chính cái sự hiểu biết đó nó khiến chúng ta sinh lòng kiêu ngạo. Anh chị em ạ, đây là chỗ đặc biệt mình phải để ý. Xem tấm lòng của mình hiện nay, mình có còn chịu lắng nghe, chịu sự uốn nắn, chịu sự dạy dỗ của người khác hay không? Nếu có
thì mình vẫn còn lòng khiêm nhường. Còn nếu mình hoàn toàn cho rằng mình đủ rồi, tôi hiểu biết nhiều rồi, tôi không cần lắng nghe ai nữa, ôi bây giờ trên mạng đầy mà, tôi muốn thì tôi học chứ có cái gì đâu mà phải lắng nghe ông nọ ông kia giảng mà mệt mất thời giờ, đi hội thánh nghe làm gì, tốn thời gian, nói hoài những cái chuyện đó. Xin lỗi, chúng ta đã để cho linh kiêu ngạo chiếm lấy tấm lòng của mình. Và điều đó anh chị em à, nó rất là nguy hiểm, vì nó khiến cho tấm lòng mình cứng cỏi và mình không muốn phụ thuộc vào người khác. Khi bạn kiêu ngạo thì bạn tuyên bố rằng bây giờ tôi chẳng cần ai nữa, tôi tự đứng được rồi, tôi tự lớn được rồi. Nhưng xin thưa anh chị em, cái huyền nhiệm của thân thể Chúa đó là Chúa khiến cho trong hội thánh Chúa mỗi chi thể phụ thuộc lẫn nhau để sống. Cái tay này nó không thể nó nói bây giờ tôi độc lập rồi, ok, rồi nó tự lấy dao nó chặt một cái rọt một cái ra và nó nằm trên bàn này và mọi thần kinh nó tê liệt, nó không còn hoạt động được nữa. Tất cả chúng ta phải được gắn vào nhau. Cái tay này nó có gì duỗi được, nó phải nhờ gân, nhờ máu, nhờ cơ thể nuôi nó, nhờ hệ thần kinh điều khiển nó, nhờ cái tay khác chăm sóc nó, nhờ đủ thứ khác thì nó mới được lớn lên. Cho nên thưa anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau để lớn lên. Amen ạ. Mục sư phụ thuộc tín đồ, tín đồ phụ thuộc mục sư, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Tôi cần anh chị em và anh chị em cũng cần tôi. Tất cả chúng ta cần nhau để chúng ta cùng trở nên hoàn hảo. Và cái sự đó nó thể hiện cái đức khiêm nhường. Tôi cũng nghe lời khuyên của anh em, tôi cũng phải biết được anh em nói gì, anh em dạy dỗ gì, anh em khuyên nhủ gì ở tôi. Và khi tôi nói ra những lời thì anh em cũng đón nhận lắng nghe. Đó là đức khiêm nhường mà Chúa Giêsu muốn có trong hội thánh của Ngài. Rất tuyệt vời khi chúng ta sống trong cái đức khiêm nhường đó. Anh chị em tưởng tượng đi, khi mai mốt Chúa nâng anh chị em lên thành một người đảm nhận cái chức vụ dạy dỗ trong hội thánh, không ạ? Khi anh chị em nhận cái nhiệm vụ đó và đến với buổi nhóm để mà dạy một cái bài học nào đó, mà khi anh em đến không có ai đến nghe hết trơn, anh em buồn không? Buồn chứ. Anh em mở cái live stream lên để gọi là chia sẻ lời Chúa, không có cái con mắt nào hết, anh em buồn không? Buồn chứ. Trong hội thánh không ai nghe ai, thì thật sự chúng ta trở nên rất nản lòng, rất nản lòng. Cho nên Chúa muốn hội thánh của Chúa hiểu rằng chúng ta cần nhau để lớn. Và cái chỗ mình cần nhau để lớn đó, nó được thể hiện ở đức khiêm nhường, nằm ở chỗ là chúng ta chịu sự dạy dỗ, dẫn dắt, chia sẻ của người khác. Chúng ta chịu khó ngồi lắng nghe người khác. Đó là đức khiêm nhường. Amen. Điểm thứ ba, anh chị em thấy trẻ con đó, nó có một cái đức tính nữa. Đó là cái đức tính nó thích khám phá và thu nhận những cái gì đó mới. Đó là đức tính của đứa trẻ. Anh em bỏ đứa trẻ vào trong căn phòng, bỏ cái đồng hồ hay chiếc xe hơi gì bằng nhựa vô đó đi, không ạ? Rồi anh em đi đâu đó uống cà phê về, anh em sẽ thấy chiếc xe đồng hồ đó nó tanh bành hết, không còn cái gì hết. Nó lấy tục vít nó mở ra hết tất cả luôn. Hoặc là trẻ con nó có cái tính đó, khám phá và luôn luôn thu thập, thích những cái gì đó mới. Anh em mua cho nó chiếc xe về, nó chơi khoảng một tuần, nó nói mẹ ơi, ba ơi, con chán cái này rồi, mua cho con cái mới đi, bây giờ con thích máy cày cơ, mua cái máy cày về. Nó luôn luôn đòi những cái gì đó mới. Và đó là cái đức tính của đứa trẻ. Cái điều này khi mà mình mất đi cái tính khiêm nhường thì mình không còn muốn học hỏi những điều mới mẻ nữa. Không còn muốn, nó không thích nữa. Cái người kiêu ngạo nó vậy đó. Nó cho rằng là không cần nữa, tôi không cần gì cả. Và không còn thích khám phá, không còn thích đọc sách, không còn thích nghe bài giảng, không còn thích mở kinh thánh ra và không còn thích nói với Chúa, Chúa ơi cho con điều gì đó mới.
không còn thích quỳ gối xuống và nói: Chúa ơi, con muốn Chúa làm điều gì đó mới trong hội thánh qua cuộc đời của con. Chúa ơi, con không muốn như thế này. Chúa ơi, con muốn gì đó mới mẻ. Con thích kinh nghiệm những gì mới mẻ từ Ngài. Cái người kiêu ngạo đó không có muốn cái câu đó. Nó thấy là mọi thứ đủ à. Tiền có rồi, đám đông có rồi, người ta vỗ tay xưng mình là mục sư có rồi, người ta đi ra đường chào mình có rồi. Ôi đủ rồi, thôi thế thôi xong. Và cuối cuộc đời mình vẫn cứ bình bình như cái bèo vậy thôi. Không tăng trưởng. Không tăng trưởng được nữa. Và thiên hạ không thấy sự tấn tới trong đời sống chúng ta. Thiên hạ không thấy sự tấn tới trong hội thánh của Chúa nếu con người lãnh đạo hoặc là hội thánh của Chúa kiêu ngạo. Cái người khiêm nhường là người luôn khám phá và học hỏi cái mới. Đó là người khiêm nhường. Cho nên khi mình đã có đức tính khiêm nhường, tôi đang suy ngẫm ngược lại câu kinh thánh tại sao Chúa hay ban ơn cho người khiêm nhường, là bởi vì người đó thích khám phá, thích tìm những cái gì mới, thích tìm những cái gì mà mang cái tính đột biến ở trong cái đời sống tâm linh hoặc là đời sống đời thường này. Nó giống trẻ con vậy đó. Cho nên Chúa ban ơn cho họ thôi chứ không có gì hết trơn. Anh em thấy không ạ? Đó. Vì vậy cái người kiêu ngạo thì ngừng học tập và có con mắt xem thường người khác. Họ chẳng nhận được gì thêm cả. Họ ngừng tăng trưởng trong Chúa và ngừng phát triển trong chức vụ. Nhiều chức vụ ban đầu phát triển rất là mạnh mẽ, nhưng sau đó thì bình chân như vậy vì tính kiêu ngạo đã len lỏi vào trong những người lãnh đạo thuộc linh, khiến cho họ không còn tìm kiếm những gì mới để tiến lên. Anh chị em thấy không ạ? Đây là một cái điểm rất là cần để ý. Anh chị em thấy cần để ý. Đó. Rồi điểm thứ tư, anh chị em thấy điểm thứ tư nha. Ba điểm rồi, giờ điểm thứ tư nè. Trẻ con á, nó có một cái tính rất là hay. Nó không có phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, sang hèn, màu da, sắc tộc gì hết á. Có đúng không? À, khi anh em đến cái lớp học mà ở Việt Nam thì ít, không biết các trường quốc tế có không, nhưng ở nước ngoài, khi ngày xưa tôi ở bên Nga, trẻ con da đen, da vàng, da trắng, châu Âu, châu Á, châu Phi, ôi chơi với nhau vui vẻ như ba ngày Tết luôn. Còn người lớn sao anh Giang? Nắm đầu đánh nhau, chảy máu cam hết trơn. Mày da đen đi chỗ khác. Mày da vàng gì? Cút về. Không hả? Đất nước này của tao. Tại sao mày sang đây? Còn ba cái ông trẻ con mà đen trắng đỏ chơi với nhau hòa bình. Lạ thao thêm lạ. Cho nên trẻ con nó có một cái điều rất là lạ luôn. Không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, sang hèn, màu da, sắc tộc gì hết trơn. Không phân biệt. Cho nên khi một con người đánh mất lòng khiêm nhường, thì mối quan hệ của người đó với người khác dựa trên sự giàu có, đẳng cấp, màu da, sắc tộc. Kể cả trong hội thánh luôn chị. Kể cả trong hội thánh luôn. Khi chúng ta mặc lấy sự kiêu ngạo đó, mình chỉ chọn những người cùng giống với mình, giàu có ngang mình. Tôi có 100 tỷ tài khoản gì, tôi chọn người nào phải có 101 tỷ tôi mới chơi. 99 tỷ tôi không chơi. Kém. Không ạ, kiểu nó như thế. Đó là cái điều thực tế mà nói là sự kiêu căng. Sự kiêu căng. Và chính sự kiêu căng này đánh mất đi lòng đơn sơ của chúng ta. Anh chị em sẽ thấy trong đời thường, con trẻ nó không chú ý đến tiền bạc, sự giàu có. Con trẻ của triệu phú có thể chơi với con trẻ của người ở sống trong khu ổ chuột, chuyện bình thường. Không ạ? Chúng không suy nghĩ mình là ai. Con trẻ nó không nghĩ mình là ai cả. Cho nên cái người khiêm nhường ít nghĩ về mình lắm. Mà người khiêm nhường luôn nghĩ về người khác, đem ích lợi cho người khác, hòa đồng với người khác, không phân biệt sắc tộc, màu da. Không phân biệt. Đó là người khiêm nhường. Cho em thấy hả? Cảm ơn Chúa. Cho nên khi sự đơn sơ và sự khiêm nhường như con trẻ mất đi, thì người ta sẽ chú ý đến tài sản người ta đang sở hữu. Sự kiêu ngạo khiến cho chúng ta tìm hiểu xem người ta đang ở đâu, đi xe gì, làm việc gì, chơi với ai, ở khách sạn nào, đi du lịch ở những nơi đâu. Sự kiêu ngạo khiến cho người ta tìm hiểu những cái đó. Cho nên trong mối quan hệ, anh chị em hãy rà soát tấm lòng của mình một cách chân thành trước mặt Chúa. Trong mối quan hệ với mọi người,
mình có để ý những cái đó không? Phải không ạ? Khi mình đến làm bàn với một người, trò chuyện với một người anh em mình có để ý người này đi xe gì ta? Cúp 50 hay là SH ta? Là căng rồi, phải không ạ? Đấy, những cái đó nó nói lên tấm lòng của mình. Thật ra mình nghĩ cái ý nghĩ này là ý nghĩ khôn ngoan của thế gian, nhưng không phải đâu. Thật ra nó đang bày tỏ tấm lòng mình. Nó đang bày tỏ tấm lòng mình là người kiêu ngạo, phân biệt. Và Chúa không muốn như vậy anh chị em. Đó là lý do mà nhiều người không thể bước vào chức vụ cho người nghèo. Lý do mà Chúa kêu gọi họ, nhưng họ không thể bước vào chức vụ dành cho những người sống ở những khu nghèo khó, những người phải vô gia cư ngoài đường, những người phải sống mỗi ngày bằng những cái miếng cơm họ phải xin ở nơi khác. Một số người được Chúa kêu gọi vào những chức vụ đó, nhưng mà họ nói đẳng cấp của tôi mà lại đi giảng cho những người đó hay sao? Đẳng cấp như tôi mà lại đi chăm sóc những người đó hay sao? Không thể được Chúa ơi. Con là phải giảng ở thành phố giống như là Mỹ chẳng hạn, con phải đi giảng ở đó. Không ạ? Con phải sang châu Âu để mà giảng. Con giảng là trên bục giảng là phải đèn nháy sáng trưng, rồi mọi người phải vỗ tay đùng đùng, ăn mặc sang trọng, con mà sao đi đến chỗ đó được? Đó là tính kiêu ngạo. Khi người khiêm nhường á, người ta sẵn sàng hòa đồng với tất cả mọi người. Và anh chị em nghĩ đi, Chúa có dễ dàng sử dụng người đó không ạ? Dễ dàng, rất dễ dàng. Ôi, đi lên cao nguyên giảng cũng được, xuống thành phố giảng cũng được, chẳng quan trọng. Không ạ? Không quan trọng. Ngủ khách sạn cũng được, mà trải cái chiếu dưới bụi cây ngủ cũng xong, vô tư luôn. Đó là người giảng tin lành, anh chị em thấy không ạ? Chúa cần người khiêm nhường như thế. Khi chúng ta trở nên lại như con trẻ, tôi tin rằng chúng ta sẽ được phước rất nhiều từ nơi Chúa. Nếu chúng ta không phân biệt, không việc ăn gì cũng được, dọn ăn cái gì cũng được, không chê bai, phải không ạ? Hòa đồng, đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Rồi, điểm thứ 5. Ok ha, điểm thứ 5. Tôi không biết anh chị em có nhớ những gì tôi giảng không biết. Nhớ không? Hay là chỉ nghe thôi? Thôi được rồi. Điểm thứ 5 là như thế này. Trẻ con á, nó không che đậy tình trạng yếu đuối của mình. Khi mình đánh mất sự khiêm nhường, mình sẽ luôn luôn che đậy sự yếu đuối của mình, và mình cố tạo ấn tượng tốt trước mặt mọi người. Mặc dù bên trong thì sậm bài chè hết trơn rồi, nhưng mà thật ra tôi vẫn mạnh mẽ, mọi cái tôi vẫn ổn, yên tâm đi. Không ạ, tôi vẫn giảng được. Nhưng thật là bên trong tan nát hết trơn rồi. Đấy. Nhưng mà trẻ con nó không như thế. Trẻ con nó không vậy. Trẻ con nó sẵn sàng, nó đến, nó nói với cha mẹ nó, nói với bạn bè đó: ôi ba ơi, má ơi, chỉ cho con cái bài toán này, con dốt quá, con không làm được. Sẵn sàng liền. Còn người lớn sao anh chị em? Đôi khi dốt nhưng tỏ ra rất thông minh. Không ạ? Đôi khi rất dốt nhưng mà tỏ ra rất thông minh. Đấy là người lớn. Cho nên người lớn có những cái mà phải học trẻ con. Người lớn không có những cái mà trẻ con có. Vì vậy người khiêm nhường, họ sẽ không quan tâm đến cái chuyện người khác nghĩ mình về gì. Người khiêm nhường không quan tâm liệu họ có gây ấn tượng tốt hay không. Đúng không ạ? Người kiêu ngạo thì luôn cố giữ hình ảnh của mình, và cố giữ cái vẻ ngoài của mình, trông có vẻ đạo mạo, trông có vẻ rất là hoành tráng, trông có vẻ rất là mọi cái bình thường, tốt. Mặc dù bên trong có những yếu đuối. Khi bạn kiêu ngạo thì trong hội thánh bạn rất khó chia sẻ những yếu đuối của mình cho mục sư của mình. Rất khó. Bạn để ý sẽ thấy ha, những tín đồ mới đơn sơ đến tin Chúa đó, thì ngày nào cũng điện cho mục sư hết á: mục sư ơi, cầu nguyện cho em, hôm qua con quỷ tà dâm nó tấn công em, em chịu không nổi mục sư à, em xấu lắm. Mà 5 tháng sau là quỷ tà dâm tự nhiên biến mất tiêu, chả thấy thấy mọi cái bình thường. Mà thực tế là chưa giải cứu gì cả. Che đậy. Phải che đậy. Khi sự kiêu ngạo nó đến thì người ta che đậy tội lỗi của mình.
Người ta che đậy những sự yếu đuối của mình. Và cuối cùng bởi sự kiêu ngạo đó, nó khiến cho chúng ta sống mãi trong sự trói buộc, đau buồn ở bên trong, mà không bao giờ được thoát ra. Anh em nghĩ đi, sẽ thấy điều đó. Cho nên Chúa muốn chúng ta trở nên như trẻ con. Chúa muốn chúng ta sẵn sàng xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh và có tội cũng được tha. Amen chứ. Rất đơn giản như thế, có cái gì đâu. Đó là lý do mà tôi hay mở cái buổi nhóm Zoom, phải không ạ? Tại vì cái buổi nhóm Zoom nó hay ở chỗ này nè, là nó tắt được cái camera. Tắt được camera, cho nên cái người trong tình trạng nào nó cũng thể bày tỏ được hết đó. Dễ nói. Chứ bây giờ người lớn mà đem ra đây nói những cái điều mà yếu đuối của mình thì đúng thiệt hơi căng. Alo, hơi căng. Và thú thật với anh chị em mình á, nếu mình vẫn còn hơi căng đó thì mình chưa khiêm nhường như đứa trẻ. Và mình ít được ơn. Anh em nghĩ đi. Mình giấu những yếu đuối của mình thì làm sao mình được ơn? Mình phải bày tỏ những yếu đuối của mình. Mình phải nói ra những yếu đuối của mình. Mình không quan trọng là người ta nghĩ gì. Cái quan trọng là tôi cần giải quyết vấn đề yếu đuối của tôi. Amen chứ. Đó là khiêm nhường. Bởi vậy người khiêm nhường được ơn. Người khiêm nhường được ơn. Trẻ con nó không lo lắng người ta nghĩ gì về chúng, mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nó không cần cố gắng che đậy gây ấn tượng gì cả. Trẻ con nó là như thế. Vì vậy chúng ta hãy chú ý đến điểm này. Điểm này. Điểm thứ 6 đó, anh em thấy trẻ con đó, nó tin cậy mọi sự. Tin lắm. Anh em có nhìn tìm được cái đứa trẻ nào mà nó không tin ai không? Khó tìm đấy. Cái đứa trẻ nha, nói gì nó cũng tin. Nói gì cũng tin. Có đúng không? Nói gì cũng tin. Thậm chí là nhiều người lớn còn chơi xấu lừa nó vẫn tin. Lừa nó vẫn tin. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Và khi chúng ta còn đơn sơ, còn khiêm nhường á, mình tin lời của một sư mình ghê lắm. Ôi ôi, mới đến tin Chúa tại hội thánh là coi một sư như người cha của mình vậy đó. Ông nói một lời là mình nghe răm rắp, nhưng mà lớn lên tí rồi vác gậy đập lại. Nói không nghe được. Nói không nghe nữa. Đây là cái tình trạng vẫn có trong gia đình, trong hội thánh. Khi lớn rồi, kêu căng rồi, không còn tin đơn sơ nữa. Thậm chí còn ngồi dưới, ôi sao ông nói thế thôi, không có đâu, ông nói dối đó. Ví dụ thế phải không ạ? Nhưng trẻ con á, nó có một cái điều đặc biệt là nó tin cậy người của Đức Chúa Trời. Người mà khiêm nhường như trẻ con, tin cậy người Đức Chúa Trời. Còn người kiêu ngạo thì không tin được nữa. Không tin. Hoàn toàn khi người mục sư giảng hay người lãnh đạo thuộc linh nói, tấm lòng trơ trơ không còn chấp nhận được nữa vì nó không tin. Anh chị em để ý, anh em thấy trẻ con đó nha. Mặc dù người cha của nó hiện tại là người có thể đang nghiện ma túy đi. Ví dụ thế. Đang nghiện đi. Sống đời sống nói chung là không đạo đức gì cả. Mà tôi bật mí cho anh em một chỗ nè. Đứa trẻ nó vẫn tin người cha đó của nó. Anh em để ý mà coi. Đứa trẻ vẫn tin. Người cha nó nói nó vẫn tôn trọng. Nó vẫn nghe. Mặc dù lối sống của người cha nó có thể không đẹp, nhưng nó vẫn tin. Đó là điều mà chúng ta thấy ở những đứa trẻ. Vì vậy trong hội thánh mình cũng có thể áp dụng cái điều này. Tôi xin thưa với anh chị em á, không một con người nào là hoàn hảo hết á. Có đúng không ạ? Người mục sư của anh chị em đứng trên bục giảng này cũng là con người và cũng có những sai lầm yếu đuối, có phải không ạ? Nhưng khi chúng ta đánh mất sự khiêm nhường thì chúng ta chỉ nhìn vào khiếm khuyết của mục sư mình thôi. Và chúng ta không còn tin nữa. Không còn tin cậy được nữa. Đó là chỗ mà chúng ta cần phải để ý anh chị em ha. Phải để ý. Vì vậy tôi khích lệ tất cả anh chị em mình hãy giữ tấm lòng đơn sơ như đứa trẻ, để chúng ta không nhìn vào khiếm khuyết
của mục sư mình để mà mất lòng tin cậy. Nhưng chúng ta cầu thay cho ông ấy, chúng ta nâng đỡ ông ấy, và chúng ta vẫn tiếp tục tin ông ấy vẫn là người lãnh đạo thuộc linh của mình. Amen không ạ? Đó là cách mà mình được phước. Đó là cách mà Chúa cho mình được phước. Vì vậy anh chị em ạ, Chúa muốn chúng ta hãy mãi như con trẻ trong hội thánh. Dù mình đang làm chức vụ gì, hãy cứ như con trẻ, hãy tin cậy người của Đức Chúa Trời. Hãy tin cậy những người mà Đức Chúa Trời đã định để làm những việc của Ngài trên đất này. Ai nói gì mà, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi vẫn tin cậy những người của Đức Chúa Trời. Tôi vẫn tin rằng TB Joshua vẫn là người đến từ Đức Chúa Trời. Ai nói gì mà, có đúng không? Ai nói gì kệ người ta thôi, đó là việc người ta nói. Tôi vẫn tin những đầy tớ của Chúa. Tôi vẫn tin những con người đó, mặc dù như tôi đã nói lại rồi, không ai là hoàn hảo cả, phải không anh chị? Không ai là hoàn hảo cả, nhưng mình vẫn giữ tấm lòng như con trẻ. Tôi vẫn tin, vẫn nghe những bài giảng của ông, vẫn học hỏi từ những bài giảng của ông, vẫn tin cậy những người dẫn dắt mình và tin cậy anh em mình. Đó là cách mà mình cần anh chị. Điều thứ bảy, điều thứ bảy, trẻ con đó nó có một cái đức tính nữa, đó là nó sẵn lòng đón nhận sự chăm sóc của người khác. Còn khi đánh mất sự khiêm nhường thì bạn luôn muốn tự khẳng định mình, không cần ai chăm sóc hết á, việc gì cứ phải chăm sóc, phải thăm viếng, phải gọi điện, không ạ? Phải giảng giải đó. Còn anh chị em thử xem một đứa trẻ coi, anh chị em ôm nó và chăm sóc nó, mua quần áo mới cho nó, dạy dỗ nó, mua kẹo cho nó và khích lệ nó, đảm bảo nó quấn quýt anh chị em từ sáng đến chiều luôn. Xong rồi, tôi thử rồi, tôi biết, tôi thử rồi, chỉ cần là mình nói những cái lời êm tai, những cái lời nâng đỡ, những cái lời khích lệ, bảo con tuyệt vời con ơi, con rất là ngoan ngoãn khi con nghe lời của ba mẹ đấy, thì chắc chắn là con sẽ được cô giáo khen và con sẽ trở thành một người tuyệt vời. Lâu lâu mua cho nó cái kẹo, mua cho nó cái bỏng ngô, ví dụ đó hàng, và đem những lời khích lệ chăm sóc nó, dạy dỗ nó những lời. Ô, nó quấn anh chị em từ sáng đến chiều. Không rồi, thậm chí ban đêm nó đòi đi ngủ cùng với anh chị em nữa. Trẻ con nó là thế, phải anh chị em? Sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc của người khác. Còn khi chúng ta đó, khi còn khiêm nhường thì chúng ta sẽ quấn quýt với người lãnh đạo thuộc linh của mình. Chúng ta cần người lãnh đạo thuộc linh của mình cho lời khuyên, cần mục sư của mình cho lời khuyên, cần mục sư của mình chỉ dẫn điều này điều kia. Mục sư ơi, con đang muốn mở công việc này để làm, ý kiến mục sư như thế nào? Mục sư ơi, con đang bán hàng cái shop này, con mời mục sư đến cầu nguyện cho shop của con được phước từ nơi Chúa. Con cần sự chăm sóc từ Chúa. Mục sư ơi, mục sư ơi, gia đình con có đứa con chuẩn bị vào thi vào đại học, con muốn mục sư đến cầu nguyện hãy chăm sóc để cho nó có cái sự thông minh để nó đỗ đạt được. Và khi chúng ta còn khiêm nhường, chúng ta thấy mỗi một giây trong cuộc đời mình cần người lãnh đạo thuộc linh của mình, phải không ạ? Đó là người khiêm nhường. Còn khi chúng ta đánh mất sự khiêm nhường rồi á, không cần, mình ta xử lý với Chúa là đủ rồi. Ok, ok. Và quanh năm suốt tháng, cái người đó sẽ lầm lũi đi với Chúa. Ok, đi với Chúa là tốt, không sao. Nhưng nếu động cơ của chúng ta là vì chúng ta không cần ai khác chăm sóc mình thì nguy hiểm rồi. Nếu bên trong lòng chúng ta nghĩ rằng tôi không cần ai chăm sóc tôi cả, tôi bây giờ tự rồi, tôi không đón nhận. Khi tôi đón nhận sự chăm sóc của người khác, tôi thấy tôi thấp kém lắm, tôi thấy tôi bị yếu yếu lắm, tôi phải tự khẳng định mình cơ. Bây giờ mà còn nhận sự cầu thay của ông này thì còn là gì mà tướng lĩnh thuộc linh nữa, ví dụ thế, không ạ? Thôi xong rồi, cái đó là xong rồi, đó là linh kiêu ngạo. Sứ đồ Phao-lô đó, ông hay nói với các tín hữu, anh em ơi, cầu thay cho tôi,
Để khi tôi mở miệng ra thì tôi đủ lời để giảng như tôi phải giảng. Và nhờ lời cầu nguyện của anh em mà tôi được ơn của Chúa. Amen không ạ? Sứ đồ cũng cần sự chăm sóc. Tôi đứng đây để làm công việc của Chúa, tôi cũng cần sự chăm sóc của anh em. Chăm sóc qua lời cầu thay, chăm sóc qua cái sự lâu lâu cho cái nọ cái kia. Thôi kể cái này cho anh chị em nghe nó hay. Hồi sáng tôi đi, Chúa nói, tự nhiên Chúa hỏi tôi: con đi hầu việc Chúa, con có thiệt hại gì không con? Tôi mới hỏi: ôi sao Chúa hỏi con câu đó con? Chúa, con chưa bao giờ nghĩ luôn á. Tự nhiên khi mà mình nói đấy, tự nhiên Chúa nhắc lại: con tính đi, hôm qua con có 1 triệu ở trong túi, con đi xe Grab hết, trang trải hết để con phục vụ ta hồi tối. Thế ta đem 2 người dâng hiến lại cho con, bây giờ con tính con có bao nhiêu? Ô, mình cũng được 1 triệu. Rồi, thế là con không được thiệt hại gì cả. Hoàn toàn không bị thiệt hại gì. Và mình cảm ơn Chúa. Đúng Chúa ơi, khi con hầu việc Ngài cũng không thiệt một cái gì cả, con được hơn nữa. Và tôi nhìn thấy sự chăm sóc thật sự của Chúa qua anh em của chúng ta. Rất lạ lùng, rất lạ lùng. Và khi đó mình được an ủi vô cùng luôn. Một sự chăm sóc rất là lạ lùng, đặc biệt không có ai biết mình làm cái gì cả. Nhưng mà Chúa cảm động sau đó chăm sóc như vậy. Và mình thấy lúc nào mình cũng được dư dật từ ân điển từ nơi Chúa. Nhưng mà đó là sự chăm sóc của anh em dành cho tôi. Những lời cầu thay, những sự ban tặng. Tôi nói thế không phải để cho anh em dâng hiến cho tôi đâu nha, đừng nha. Tôi chỉ nói thế để nói rằng chúng ta cần nhau. Amen chứ em. Chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau, cần sự chăm sóc, cần sự cầu thay, cần sự nâng đỡ, cần sự khích lệ, cần một lời hỏi han, cần một những món quà nhỏ nhỏ trong những lúc mà tinh thần mình đi xuống, để chúng ta có cái sinh lực để tiếp tục bước đi trong con đường này để phục vụ Ngài. Amen chứ em. Đó là cái đó. Cho nên tôi nghĩ khuyến khích tất cả anh chị em mình hãy cần sự chăm sóc của nhau. Đừng từ chối. Đừng từ chối. Tôi học được cái tính này, hãy ai mà chăm sóc tôi gì tôi nhận thuốc lúc hết, không từ chối. Nhận hết. Không từ chối gì cả. Kể cầu thay, amen, tuyệt vời. Hãy cầu thay cho tôi. Chúc phước cho tôi rất là cần. Khuyên nhủ, nâng đỡ, tặng sách, tặng vở, tặng bất cứ thứ gì tôi đều nhận. Bởi vì tôi biết rằng tôi không thể đứng một mình được. Tôi cần có anh em. Tôi cần có những người khác để hoàn thành. Amen chị em. Cho nên trong Hebrew chương 13 câu 17 chép: hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi những người ấy tỉnh thức và linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Thấy không ạ? Chú khuyên như thế. Và ông Phao-lô ông thừa nhận rằng ông được dư dật là nhờ của dân của anh em dành cho ông. Trong Cô-rinh-tô 2 chương 11 câu 8 ông chép: tôi đã nhận lương hướng vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi một người nhất định không chịu đón nhận sự chăm sóc, sự ban cho của người khác, là người đó thật sự đang đánh mất sự khiêm nhường. Có những mục sư hội thánh trả lương nhất định không nhận, mặc dù cũng chả giàu có gì, sống thiếu lên thiếu xuống. Nhưng mà nhất định không nhận. Vì sao anh chị em biết không? Kiêu ngạo. Tôi chả cần ai, tôi không cần hội thánh luôn, tôi tự hầu việc Chúa được, tự lo được. Và cuối cùng là bê lết xết luôn, thiếu trước hụt sau. Không nên như thế. Chúng ta hãy lắng nghe Thánh Linh muốn gì trên đời sống của mình và sẵn sàng nhận. Vì mình có nhận, mình mới có thể ban cho. Anh em đồng ý không ạ? Nếu chúng ta không nhận từ Chúa, mình không có gì để ban cho người khác cả. Đôi khi Chúa dùng tất cả chúng ta để chăm sóc nhau bằng nhiều hình thức. Anh em ạ, khi đánh mất sự khiêm nhường, bạn rất khó nhận sự ban cho của người khác vì mình cảm thấy mình bị hạ thấp. Người kiêu ngạo lúc nào cũng nghĩ rằng hãy nhận một cái gì đó của ai là mình bị hạ thấp. Không phải đâu. Không phải. Thật ra cái người sẵn lòng đón nhận là người khiêm nhường. Người khiêm nhường. Dĩ nhiên nó có một thái cực khác.
Và thái cực là lúc nào cũng xin. Thái cực đó là tôi không bàn nha anh chị em. Lúc nào cũng xin đó. Lúc nào cũng xin, không phải. Nhưng mà tôi đang muốn nói về cái thái độ khiêm nhường để chúng ta sẵn sàng nhận. Rồi, thứ 9. À, tiếp theo nhé. Trẻ con nó có một cái đức tính nữa là nó rất mềm mại, dễ uốn nắn. Anh em đồng ý không ạ? À, cha mẹ dạy con mình toàn dạy lúc nhỏ thôi, lớn lên là cứng đầu, không dạy được nữa. Cho nên trẻ con nó có cái sự mềm mại, dễ uốn nắn. Khi mình đánh mất sự khiêm nhường thì mình trở nên cứng cỏi, bướng bỉnh, không biết nhường nhịn ai bao giờ. Anh em hãy kiểm tra lại chính mình. Mình có phải là người dễ uốn nắn không? Dễ mềm mại, dễ dạy bảo không? Đây là chỗ mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm, phải không ạ? Trong Kinh Thánh mô tả vô số những nhân vật, khi họ có quyền lực, có tài sản trong tay thì họ trở thành một con người khác hoàn toàn. Họ không còn dễ dạy bảo, dễ uốn nắn nữa. Khó lắm. Đó là cái điều mà coi chừng ở mỗi một chúng ta. Khi chúng ta có tiền, khi chúng ta có nhiều tiền, khi chúng ta có quyền lực, không ạ? Khi chúng ta được nhiều người vỗ tay, khi chúng ta có chức vụ, khi chúng ta có ơn tứ, khi chúng ta được Chúa ban ơn, khi chúng ta được Chúa làm một điều gì đó mạnh mẽ qua đời sống mình, được nhiều người vỗ tay, thì liệu chúng ta có còn mềm mại, dễ uốn nắn, dễ thay đổi nữa hay không? Đó là câu hỏi rất lớn cho mỗi một chúng ta đang ở đây. Vì khi chúng ta trở nên kiêu ngạo rồi, khó uốn nắn, khó dạy bảo rồi, thì đó là con đường rất dễ sa ngã. Vì chúng ta không nghe lời khuyên của ai nữa hết. Rất nguy hiểm. Bây giờ một câu chuyện rất là điển hình, đó là vua Saul. Anh em đọc câu chuyện vua Saul chưa? Vua Saul trong Samuel nhất, phải không ạ? Khi ông còn là một người chăn đàn dê cho cha của mình đi tìm con dê cái bị mất, thì ông nói với Samuel rằng: Samuel, người của Đức Chúa Trời ơi, đừng có đùa giỡn với tôi. Tôi là một người nhỏ nhất trong gia đình tôi, rồi gia đình tôi là gia đình hèn nhất trong chi phái của tôi, chi phái Benjamin. Rồi chi phái Benjamin của tôi là chi phái nhỏ nhất trong 12 chi phái. Thì ông đùa tôi làm gì mà ông nói tôi sẽ làm vua Israel? Ông không tin là ông được Đức Chúa Trời nhắc lên làm vua. Anh em thấy không ạ? Khi mình còn nhỏ bé, mình dễ dạy bảo, dễ uốn nắn, thì mình luôn nghĩ mình nhỏ bé khiêm nhường, phải không ạ? Ôi, tôi làm gì mà được Chúa dùng? Tôi là ai mà được Chúa sức giàu? Không có đâu. Nhưng mà khi Chúa sức giàu rồi nó khác ạ. Khi Chúa sức giàu rồi nó khác. Khi mà anh chị em bảo trong chính Giê-xu quỷ mày đi đi, nó la hét nó lội chạy, ta cũng cần nghe chưa? Đó ạ, khác liền. Tướng đi mình khác liền. À, cổ mình bắt đầu ngước lên liền. Mình hôm nay đặc biệt. Ông Saul là một trong những ông giống như vậy. Không còn dễ uốn nắn nữa, không còn nghe lời nữa. Anh em thấy không? Khi ông được đặt lên làm vua xong thì ông phạm hết lỗi này đến lỗi khác. Mà ông Samuel là cái ông nhất ông lên làm vua đó, nói không còn biết nghe nữa. Đó. Samuel nói với Saul rằng: ngươi không được làm điều này, điều này. Bây giờ ta cho ngươi một thử thách nữa. Ngươi đi đánh dân Amalek, và ngươi phải diệt sạch dân Amalek cho ta. Rồi cuối cùng ông Saul ông làm sao vậy? Ông chạy giết, mà ông để lại những cái con mạnh mập nhất, béo tốt nhất, tiếc của mà. Nói không nghe. Thậm chí sau này còn đi cầu bà bóng nữa. Không nghe. Anh chị em suy nghĩ đây. Khi mình còn khiêm nhường, mình nghe lời mục sư mình ghê lắm. Mục sư nói cái gì là răm rắp liền. Cầu nguyện được, con sẽ về con cầu nguyện. Kiêng ăn gì, con sẽ kiêng ăn. Đọc lời Chúa gì, con sẽ đọc lời. Tối nay đi nhóm không, con sẽ có mặt mục sư ơi. Tuyệt vời. Khi được ơn tí rồi, thôi dẹp đi, không còn nghe ai nữa. Không nghe nữa. Và chỗ này là chỗ khiến cho chúng ta sẽ bắt đầu quá trình
được Đức Chúa Trời hạ xuống. Chắc chắn Ngài sẽ hạ xuống. Và khi Ngài hạ xuống thì đau đớn lắm. Đau đớn lắm. Ngài có rất nhiều cách để hạ xuống. Ngài rất nhiều cách để hạ một con người có khí kiêu ngạo. Ví dụ như vua Nebuchadnezzar chẳng hạn. Ở trong Daniel chương 5 câu 20-21. Nhìn thấy ha. Ông này cũng là một ông bình thường. Nhưng mà được ơn Đức Chúa Trời cho ông lên làm vua vương quyền cả một đế quốc rộng lớn. Nhưng khi ông lớn lên rồi thì ông nói rằng tất cả những công trình này là do khôn ngoan của ta, cánh tay quyền năng của ta tạo nên. Chúa nào mà Chúa? Thì anh xem, anh em đọc trong Daniel chương 5 câu 20-21. Anh em xem lời Chúa nói nè. Nhưng vì lòng ngươi tự cao và tính ngươi cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo nên ngươi bị trút khỏi ngôi vua, lọt hết vinh hiển. Ngươi bị đuổi giữa các con trai loài người. Lòng ngươi trở nên giống như súc vật và chỗ ở ngươi thì cùng với lừa rừng. Anh em thấy không? Đức Chúa Trời hạ xuống. Cho nên tôi dùng những lời này để khuyến khích tất cả anh em mình, kể cả tôi luôn. Hãy dễ dàng, uống nắng và mềm mại trong tâm lòng. Đừng cứng cỏi anh chị em à. Có những cái mình sai nhưng mình không thể biết mình sai đâu, nhưng mà người khác nhìn thấy. Anh em đã từng đánh cờ tướng chưa? Các ai đây đã đánh cờ tướng chưa? Cái người mà ngồi đánh á, không có thấy nước đi, mà cái người quan sát bên ngoài thấy rõ lắm. Đúng không? Người quan sát bên ngoài, ngày xưa tôi hay mê đánh cờ tướng, tôi chỉ mấy cái nước và mấy anh kia đánh nè. Đi đi vậy nè, nó sẽ thắng nè. Còn cái anh ngồi bên trong bàn cờ thì không biết. Tối tăm mặt mày không biết. Cho nên người ta mới nói là cái người ngồi cuộc á thì nhìn sự việc nó mới rõ ràng. Vì vậy, nếu chúng ta là người dễ uống nắng, mềm mại, nghĩa là còn lòng khiêm nhường, thì chúng ta sẽ ít mắc sai lầm hơn. Amen không ạ? Còn nếu mình cứng cỏi, mình không muốn nghe ai, mình trở nên kiêu ngạo và không còn thích nghe ai dạy dỗ uống nắng nữa, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ có cái roi của Ngài để hạ chúng ta xuống. Và đó là cái hạ đau đớn lắm anh chị. Đau đớn lắm. Ok. Thôi, vì lý do thời gian, tôi chia sẻ một nữa thôi rồi kết thúc ha. Tôi đã nói cái câu này là giảng 3 tuần chưa xong mà, cho nên nó nhiều lắm. Nhưng mà thôi nói một cái thôi, rồi nói nhiều anh chị em ngán. Không ạ? Một nữa thôi mình kết thúc đây. Ok chưa? Rồi, cuối cùng, trẻ con á, nó có một cái đức tính rất hay, đó là nó hồn nhiên thừa nhận nhu cầu của mình. Nó thừa nhận sự phụ thuộc của nó vào Chúa hoặc vào người khác. Thừa nhận, nó không chối bỏ cái đó. Vậy con nó nói, ba mẹ ơi con muốn đi ỉ quá. Nó nói luôn, người lớn mà không nói đâu. Người lớn muốn nhưng không nói. Không à, đôi khi. Rồi trẻ con nó nói, đói quá con đói bụng cho con ăn với. Nói liền. Hoặc trẻ con mà đến một cái bàn tiệc, người lớn bảo là con ơi đói thì ngồi ăn, cầm đũa xơi luôn, không nề hà khách sáo. Còn tôi nói thiệt anh em, mời người lớn đôi khi gãy đũa chưa chắc thì ăn, mặc dù đói lắm. Đói bụng lắm nhưng mà mời. Ôi tôi no rồi, no rồi. Thôi thôi mà mời làm gì phiền. Anh chị em à, người kiêu ngạo không thừa nhận nhu cầu của mình. Không thừa nhận. Mình có nhu cầu được cầu thay nhưng không thừa nhận. Mình có nhu cầu được giải phóng khỏi cái trói buộc này nhưng không thừa nhận. Mình có nhu cầu phải được cầu nguyện chữa lành khỏi cái bệnh này nhưng không thừa nhận. Mình có nhu cầu được chữa lành khỏi cái sự yếu đuối này, kín dấu này, không thừa nhận. Mục sư nhìn thấy và nói, Chúa tỏ cho tôi biết ấy, anh yếu đuối trong việc nghiên cứu suy ngẫm lời Chúa lắm và điều đó khiến anh yếu đuối đó. Nó làm gì có một sớ. Em thức dậy 4 giờ sáng em nghiên cứu mà. Không có đâu. Chắc là một sư nói tiên tri sai đấy. Đôi khi nó như thế. Không ạ? Không thừa nhận sự yếu đuối của mình và cố tình che đậy. Người kiêu ngạo không bao giờ muốn người khác nhìn thấy mình có nhu cầu. Người kiêu ngạo luôn tỏ ra mình là hoàn toàn độc lập, chả cần ai.
tôi hoàn toàn đứng được, đi được một cách mạnh mẽ. Nhưng thú thật á, không phải vậy. Tôi xin thưa với anh chị em, tất cả chúng ta đều có những nhu cầu. Có đúng anh chị em? Tôi có những nhu cầu, anh chị em có những nhu cầu. Và những nhu cầu đó phải cần được đáp ứng mỗi ngày, thì chúng ta mới trở nên mạnh mẽ được. Khi chúng ta học được đức tính khiêm nhường, chúng ta sẵn sàng nói với anh em mình: cầu nguyện cho tôi với. Tôi đang mệt chỗ này, yếu chỗ kia. Cầu nguyện cho tôi với. Cứ mỗi lần tôi đọc kinh thánh là tôi buồn ngủ. Cầu nguyện cho tôi với. Dạo này tôi cầu nguyện sao mà nó khô khan quá, không được Chúa thăm viếng. Mục sư ơi, cầu nguyện cho con với. Gia đình con dạo này lộn xộn lắm. Con rất là khó để bước đi tiếp với Chúa. Mình thừa nhận cái sự yếu đuối của mình, nhu cầu của mình, và mình hoàn toàn không che đậy. Kể cả người đứng trong chức vụ cũng vậy. Ví dụ như bây giờ tôi đây, tôi đứng trong chức vụ để dẫn dắt hội thánh, cầu thay cho anh chị em trên Zoom 2 ngày 1 tuần, rồi chủ nhật. Chắc anh chị em nghĩ rằng là ông mục sư này sao ông mạnh lắm, chả bao giờ và ông có yếu đuối gì. Tôi nói thiệt với anh chị em á, yếu đuối một list. Một list này dài nè. Anh chị em không biết đâu. Chứ có những lúc trước khi vào buổi nhóm thứ 6 chẳng hạn, người tôi còn nhấc tay nhấc chân lên không nổi. Nhưng mà khi tôi nghĩ đến 200 con người đang chờ đợi, thì lập tức phải vô ghế ngồi đến 12 giờ đêm. Đúng không anh? Đó là chỗ có những yếu đuối. Và khi mình có những yếu đuối đó, mình phải cần người khác cầu nguyện. Tôi hay nói với vợ tôi bên cạnh: em đặt tay lên anh cầu nguyện cho anh, để cho anh được Chúa chữa lành, được Chúa thêm sức. Cảm thấy có một áp lực thuộc linh kinh khủng. Không có sự cầu thay thì không thể đi tiếp. Và đó là cách chúng ta thể hiện sự yếu đuối của mình, nhu cầu của mình, để người khác giúp đỡ chúng ta. Anh chị em à, đừng giấu giếm. Tôi nói lại một lần nữa, trong chúng ta không một con người nào là mạnh, chỉ có Chúa là mạnh thôi. Và chúng ta phải phụ thuộc Chúa và phụ thuộc lẫn nhau để đi. Amen chứ. Và hãy khiêm nhường như đứa trẻ này, để chúng ta được ơn của Chúa. Ngày hôm nay, tình trạng trong hội thánh, tại sao có sự chia rẽ, tại sao có những sự không được ơn, tại sao có những sự mà mình đến hội thánh không được đầm ấm, không được ngọt ngào, không được nâng đỡ, là vì chúng ta đã dung dưỡng tính khí kiêu ngạo trong hội thánh. Mỗi một chúng ta dung dưỡng cái sự kiêu ngạo trong hội thánh, chúng ta không cần ai và không cần nhau. Đúng không? Chúng ta sống trong cái vỏ bọc, một cái vỏ bọc, mà cái vỏ đó tôi gọi là cái tính khí của sự kiêu căng. Tôi khích lệ hội thánh ngày hôm nay, hãy gỡ cái vỏ bọc đó ra, sống thật với con người của mình. Trẻ con là đứa sống thật với con người của nó, và Chúa khen nó là đứa khiêm nhường. Tôi nhắc lại câu kinh thánh: vậy ai trở nên khiêm nhường như một đứa trẻ này là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Amen chị em. Anh em có muốn học được tính khiêm nhường của Chúa không? Hãy học được tính khiêm nhường. Tôi nghĩ rằng khi mình suy ngẫm về cái đức tính của đứa trẻ, thì mình thấy mình sửa nhiều điều, phải sửa nhiều điều. Phải sửa nhiều điều. Cái thế giới này gian ác, lừa lọc, lưu manh, nó khiến cho chúng ta không còn tin cậy một cách hồn nhiên được nữa. Không còn tin cậy con người một cách hồn nhiên. Và đó là một trong những cái đòn cực kỳ độc hiểm của Satan đánh vào lòng người. Anh chị em biết đó, con người ta ở những cái thời xa xưa đó, họ tin cậy nhau lắm. Nhưng cái thời này khi sự gian ác gia tăng, người ta nhìn nhau không còn lòng tin được nữa.
Và tính khí kiêu ngạo đó đã khiến chúng ta sống xa cách với nhau. Chúng ta không còn kết dính trong tình yêu, trong cái sự hòa hiệp, thậm chí kể cả trong hội thánh của Chúa. Chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Chúng ta phủ nhận lẫn nhau. Tôi không cần anh, tôi không cần chị. Không có anh, không có chị, tôi vẫn ổn. Đó là tính khí của thời này. Như anh chị em à, mình hãy hủy bỏ nó đi. Anh em hãy nói lại: anh chị ơi, tôi cần anh chị trong hội thánh này. Hội thánh mà thiếu anh chị là buồn lắm. Phải có mặt. Anh chị phải đến mỗi buổi nhóm. Chúng ta là anh em với nhau. Và chúng ta còn sống với nhau trong cả cõi đời đời nữa cơ mà. Chạy đi đâu cho khỏi nắng, đúng không ạ? Tôi không hiểu là bây giờ mà mình không cần nhau thì lên thiên đàng Chúa xếp ở chung một phòng thì tính làm sao? Tôi cũng đôi nghĩ nó hơi căng, đúng không ạ? Rất căng thẳng. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nhưng mà lỡ Chúa bảo ta xếp hai đứa này ở cùng phòng thì thôi xong rồi. Lên thiên đàng là cõi đời đời rồi. Phải không chị em? Cho nên buổi sáng hôm nay á, tôi dùng những lời này để nói cho anh chị em chúng ta. Hãy trang sức nhau bằng sự khiêm nhường. Amen ạ. Hãy trang sức nhau bằng sự khiêm nhường. Không ai có thể thành công một mình. Chúng ta cần nhau. Và khi hội thánh chúng ta đi trong sự khiêm nhường, thì Chúa sẽ ban ơn cho hội thánh. Chúa ban ơn cho gia đình anh chị em. Chúa ban ơn cho tất cả mọi người. Tôi thấy hai anh ngồi kề bắt tay nhau, tôi thấy khích lệ quá. Chứng tỏ là bài giảng mình đụng chạm á. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Mỗi người ngồi bên cạnh nhau bắt tay nhau cái coi rồi. Vâng. Chúng ta thể hiện rằng mình cần nhau. Chúng ta cần nhau. Amen. Chúng ta cần nhau. Tôi nói thiệt á. Tôi nói thiệt. Nói từ trong tâm của tôi luôn nha. Không có anh chị em á, tôi không thể tiếp tục đi trong chức vụ này nữa. Không thể. Rõ ràng là không thể. Tôi sụp đổ liền. Trước mắt là sụp đổ về mặt tinh thần. Anh chị em là niềm khích lệ để tôi đi tiếp và phục vụ Chúa. Mỗi Chủ nhật tôi nhìn thấy anh chị em á, là giống như tôi uống 10 lon tăng lực vậy đó. Right. Về nhà là: Chúa ơi, tuyệt vời, anh em con vẫn đang được gây dựng. Anh em con vẫn yêu mến Chúa. Con phải tiếp tục, Chúa ơi, thêm ơn cho con để con phục vụ anh em con thật nhiều. Amen chứ. Đó là điều tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Thế vậy nào, chúng ta đồng đứng mình cầu nguyện một tí cho điều này ha. Tạ ơn Chúa.